Với các Audiophile đang mong muốn sở hữu một hệ thống âm thanh mạnh mẽ, nội lực, chi tiết rõ ràng, trung âm mượt mà thì phải trang bị những siêu phẩm gì? Để có được câu trả lời đó, hôm nay chúng ta sẽ đến với Thiên Hà Audio, nơi sẽ có trình diễn của cặp loa Din Audio phối kết hợp với các thiết bị số của Moon by Sim Audio và Music Server đến từ thương hiệu Orander. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Ok, mảnh ghép đầu tiên của chúng ta chính là mẫu loa 2N tham chiếu đầu bảng đến từ Đan Mạch Din Audio Confidence 60. Với bề dày lịch sử hơn 40 năm thì Din Audio Confidence 60 được xem là sự kết tinh của kinh nghiệm và sự hội tụ của những công nghệ loa tiên tiến nhất hiện nay. Siêu loa cột, đúng như cái tên gọi, có chiều cao lên tới 1m7 và cân nặng là 66,2 cân. Tuy nhiên, ngoại hình của Confidence 60 vẫn là thanh thoát và tinh tế nhờ thùng loa sở hữu những cái đường cong mềm mại thay vì là cái sự vuông vức. Không chỉ tạo cảm giác thanh thoát mà quan trọng hơn cả, thiết kế này giúp giải quyết triệt để các vấn đề sóng đứng, sóng phản xạ và cộng hưởng gây ra bởi các bề mặt song song của thùng loa. Ở phía trước ta có thể thấy các driver đang được cố định bởi một cái tấm ốp tương tự như là cái mẫu loa Confidence Platinum trước đây. Tuy nhiên là khác với thế hệ trước thì cái tấm ốp này được thiết kế gọn, bố trí vào chính giữa, tạo cái sự hài hòa cho sản phẩm. Nhân nói về cái phần mặt trước này thì có thể thấy là về mặt kỹ thuật ấy, thì thùng loa Confidence 60 trang bị một cái hệ thống 3 đường tiếng cỡ lớn và có tới 5 driver, trong đó là có một tweeter ở giữa với đường kính là 28mm. Đối xứng ở trên dưới đó là hai loa midrange có đường kính là 150mm và hai loa woofer có đường kính là 230mm. Quản lý hệ thống củ loa này là mạch phân tần thế hệ mới nhất của Din Audio, được xây dựng tối ưu hóa để mang đến đáp ứng chính xác về mặt tần số và pha thời gian cho các loa con. Mặt khác là cũng hạn chế được những sự can thiệp bất lợi của dòng tín hiệu, giúp loa ổn định và có được cái độ nhạy tốt. Với hệ thống driver này kết hợp với những trang bị công nghệ tiên tiến thì Confidence 60 đem lại âm thanh có độ chi tiết cao hơn, sắc nét hơn và độ động tốt hơn. Để phát huy tối đa hiệu suất trình diễn của cặp loa Din Audio Confidence 60 đến từ Đan Mạch thì bây giờ chúng ta phải bay sang Canada để đến với các thiết bị điện tử của thương hiệu Moon by Sim Audio. Vâng, có thể thấy là ở đây chúng ta đang có một mẫu Pre Amply Moon 740p thuộc dòng đầu bảng của Moon, đầu bảng nhưng mà đứng thứ hai thôi. Mẫu này xếp sau mẫu 850p. Về ngoại hình thì Pre-Am Moon 740p vẫn giữ nguyên mô típ cũ của dòng Evolution với thiết kế là viền cong hấp dẫn. 740p được hoàn thiện với vỏ nhôm cực kỳ sang trọng với các hình nón xoắn nhọn nhô ra từ đáy của bốn trụ tam giác để giảm tác động của các rung động giả. Hai bên bố trí tản nhiệt. Mặt máy có hai tông màu với hai mảng kim loại phay sức lớn ở phía trước. Năm lưng được đính tấm mề đay nhôm sáng bóng có logo Moon cỡ lớn. Điểm mà các audiophile thích nhất ở trên 740p chính là màn hình hiển thị, các ký tự và số được trình bày bằng các cái chấm LED lớn giúp người dùng có thể dễ dàng quan sát cũng như điều khiển từ xa. Mặt sau Pre-Am 740p được bố trí hiện đại và khoa học với đầy đủ các hệ thống cổng kết nối giúp cho việc thao tác được dễ dàng và nhanh chóng. Vâng, nhưng mà đặc điểm nổi bật nhất của Pre-Am Moon 740p chính là ở phía bên trong với mạch nguồn ổn áp sử dụng các cái tầng lọc DC độc quyền I2DCF. Mỗi cuộn cảm dành cho cái mỗi chip IC này thì là tương ứng với đường tín hiệu âm thanh có tổng cộng là đến 24 tầng lọc. Tiếp đến là mạch lọc nguồn thì sử dụng 4 tầng lọc DC điện áp thấp. Một mạch lọc nguồn loại bỏ hoàn toàn các xung nhiễu mang đến dòng DC chính xác và tốc độ cao, ổn định. Với thiết kế và sở hữu những công nghệ độc quyền tiên tiến thì 740p đem lại khả năng trình diễn, độ tĩnh và độ chính xác tối đa cho người nghe, mang đến một âm thanh mượt mà, chính xác và tự nhiên hơn. 740p được thiết kế để giúp phát huy tối đa tiềm năng của những bộ power arm cao cấp, đặc biệt là Moon 860A V2. Vâng, phần kiểm soát công suất cho hệ thống sẽ được đảm nhiệm bởi chính là cái power arm 860A V2 đến từ thương hiệu Moon. Âm ly công suất Moon 860A V2 được chế tác với mức công suất là 225W, 8 ohm mỗi kênh
và làm mẫu stereo power amp đầu bảng của thương hiệu high-end đến từ Canada. Thì tại cái lần phối ghép này thì hai chiếc Moon 860 AV2 được phát ở chế độ mono block để có thể mang đến mức công suất là 750W nhằm phát huy tối đa cái chất âm của đôi loa Dean Audio Confident 60. Bên trong mỗi chiếc âm ly công suất này cũng là một công nghệ quen thuộc của Moon, với 5W đầu tiên là hoàn toàn ở miền Class A để mang đến một giải trung âm và giải cao ngọt ngào, trữ tình. Mảnh ghép cuối cùng trong hệ thống trình diễn của ngày hôm nay chính là Music Server Outlander A30. A30 là model đầu bảng trong dòng Moon Server có thiết kế ngõ ra là analog. Giống như các model A10 và A100, A30 căn bản là thiết bị nhạc số kiêm streamer và giải mã đắc kèm bộ lưu trữ ổ cứng gắn trong cùng với trình điều khiển mạnh mẽ. Outlander A30 còn được trang bị bộ giải mã tương thích toàn diện chuẩn MQA cho phép bạn thưởng thức nhạc stream với độ phân giải cao nhất có từ bản thu gốc. Quả thực như chia sẻ ở đầu video, khi mà trải nghiệm tại buổi mini show này thì Dean Audio Confident 60 đã mang đến một cái chất âm mạnh mẽ và nội lực. Nhưng khi kết hợp với cả các thiết bị điện tử đến từ Moon by Sim Audio thì đã có những cái chất âm sắc nét rõ ràng, trong trẻo và giải trung âm mượt mà hơn. Đó là cảm nhận của nghe nhìn Việt Nam. Còn đối với các audiophile, nếu muốn đánh giá chính xác hơn hãy đến với Thiên Hà Audio. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.